Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leganés và câu lạc bộ Valencia. Đây là trận đấu thuộc vòng 9 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 10 và theo đánh giá hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng, mức kèo cũng có thể tăng 0,25 và tăng lên nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do Valencia sẽ chấp Leganés và cũng có cái mức kèo phụ khác là Leganés sẽ chấp ngược lại Valencia với mức kèo là 0,25. Tuy nhiên thì bàn thắng của Leganés nó sẽ cao hơn đôi chút, mức tài xỉu là hai trái 1,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này, các bạn cứ việc xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Leganés và Valencia, mỗi đội có một chiến thắng, còn lại 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Leganés, Leganés thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Valencia thì Valencia thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Leganés mức kèo đồng nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình, ở thời điểm hiện tại Leganés cũng không thua kém gì Valencia đâu. Thứ hai nữa thì Leganés có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì chọn mức kèo đồng đi. Nếu như hai đội kết thúc trận này với một kết quả hòa thì chúng ta chọn Leganés, chúng ta cũng không thua kèo. Và xét về phong độ và thành tích đối đầu của hai đội ở thời gian vừa qua thì Leganés họ cũng đang khá cân bằng với Valencia. Nhưng mà cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Leganés mỗi lần tiếp đón Valencia nó cũng đang rất tốt. Và ở lượt trận này được đá trên sân nhà với lực lượng hầu như là cũng đầy đủ, gặp một Valencia đang mất phong độ thì biết đâu Leganés họ sẽ tiếp tục làm nên chuyện với một chiến thắng trước Valencia thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Leganés mức kèo đồng, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là hai trái 2,25 và 1,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần là từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Cái hiệu suất ghi bàn của Leganés lẫn Valencia nó cũng đang còn rất đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 1 đều, 2 đều hoặc 2-1 nghiêng về cho Leganés. Bạn nào tin tưởng mình nữa, ưu tiên đá nhẹ tài 2, canh tài hạ dưới 2 thì vào tài theo ý muốn của các bạn nha. Ở mức hiệp 1, mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ cũng không thua kém như đội khách thì có thể là Leganés họ sẽ chắc chiêu cơ hội sân nhà của mình để có được một hoặc hai bàn dẫn trước ở hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn Leganés nha. Và tài, tấm mai trận này chốt kèo là chọn Leganés và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.